Mình phải công nhận là khi có cái cổng dịch chuyển này là chơi game nó dễ hẳn, đặc biệt với bạn đi top có thể đi gank liên tục luôn, như là mình có thể đi đảo gank xuống dưới đường rồng đang có combat này. Đó, chị đây đã xuất hiện rồi, đứa nào láo dậy đây. Đấy rồi, thấy Dolia yêu máu rồi nha. Một mạng này. Được thêm Dolia thì mình hồi cho chút cuối nữa là chúng ta có double kill. Thì đó, đó chính là cái công dụng mà cổng di chuyển mình rất là ưng, chứ không chỉ mỗi là đi KS lính đường mid đều đúng nhá. Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Icy Fox. Chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của mình nhá. Ở trong trận đấu của ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng mình là trải nghiệm cũng như là test thử cái cổng di chuyển này để xem là độ hữu dụng của nó tới đâu nha. Và sau một thời gian trải nghiệm với cổng này, mình thấy thì cái ưng nhất đó chính là đi giao tranh dễ hơn. Hơn nữa là chúng ta có thể sử dụng cái cổng đấy có thể biến về. Tức là các bạn sử dụng cái cổng đấy và dịch chuyển xuống đến cái trụ nhà chính là các bạn có thể đi biến về rất là nhanh luôn nhá. Không cần thiết là phải đứng đúng về mất 7 giây đâu. Nhưng mà cái cổng của chúng ta thì cần phải 90 giây thì chúng ta mới sử dụng lại lần 2 được đấy nhá. Vậy nên là tính toán cho nó cẩn thận. Nên là mình thường sử dụng cái cổng đó để dịch chuyển xuống dưới đường rồng để đi gank là chính thôi. Vì đấy là cơ hội chính, chứ mình cũng không có sử dụng điện biến về nhiều. Thành 90 giây hồi đấy mọi người, không có ít đâu. Trận này thì mình đánh thường thôi. Đánh thường để test skin là một này với cả trải nghiệm cái cổng dịch chuyển kia. Thực ra ban đầu trận này là mình tính là mình chơi Dolia, nhưng xong cuối cùng là chậm tay quá không pick được. Thế là thôi lại test luôn cái cổng dịch chuyển. Nên là các bạn xem tạm nhá. Đừng quên là bấm nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để trải nghiệm những bộ trang phục mới của Liên Quân Mobile nha. Cái này chạy nhanh phết nhỉ. Đây, mình phải biến vệ, đi về thôi. Ôi dồi 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 dồi. Thôi chết mình rồi. Phải lên cao quá. Cái cổng di chuyển này thì bắt đầu mở từ phút thứ 2 và sau đó có đóng lại đấy nha. Nên là các bạn nhớ là dùng rất cẩn thận nhá. Tiếp tục là lại sử dụng này, sau đó là đi về dưới đường này, tiếp tục là đi gank cho team. Và nhớ là khi chúng ta đang sử dụng cổng di chuyển thì không được di chuyển, không được làm gì đâu nha. Nếu không là sẽ lại lỗi đấy, giống như kiểu các bạn bấm về á. Không di chuyển, không dùng chiêu, không gì hết. Mà nếu lúc đấy mà đang yếu máu mà dùng cái cổng đấy để biến về á, thì khả năng cao là các bạn còn bị bay màu cơ. Nên là nhớ nhìn team địch xung quanh nha. Mình không biết là khi mà đang di chuyển nó bị choáng thì nó có ngắt không, nhưng mà mình sẽ thử xem sao. Nhưng mà có vẻ thấy như là có sao ấy. Mỗi tội là khi các bạn sử dụng cái cổng này thì tương tự với việc các bạn đảo ganh á, thì khả năng cao là cái trụ ở trên đường tà thần của mình là bay màu luôn rồi. Để xem thì thường thì nên cố gắng để cho rừng hỗ trợ thủ cái trụ đấy nhá. Thế luôn, đợt này đi đánh thường á, các bạn trận nào các bạn sẽ gặp cái bộ đôi Dolia và Illumia VIP 7 xả bồn cầu. hai người chơi hệ nước, kiểu mỗi ID Minh Hải Thánh Nữ thôi là ba người hệ nước rồi. Ôi mày quá. Trời ơi, tưởng đâu quả đấy ngỏm rồi cơ. Nhân phẩm cả đấy. Mới đầu khi có thông tin về cái cổng này mình còn tưởng là dừng lúc nào cũng được. Hóa ra là người ta cần hồi chiêu ấy nhỉ. Ngoài ra thì không phải là ai cũng nhớ có cái cổng này đâu. Tại vì thông thường khi mình chơi game á, có những bạn cũng không biết là có cái cổng đấy luôn, cũng không biết là có sử dụng được cái cổng đấy để dịch chuyển luôn. Nhất là người chơi đi đường tà thần đó, mà biết thường là sẽ không để cổng này đâu. Thì cổng là team đang combat càng vãi đái ra. Cái đường rồng thì đang đánh bị thiếu người, thì ông bình thường là nếu như mà mình ạ thì mình sẽ sử dụng cái cổng này để dịch chuyển xuống bên dưới. Nhưng mà có vẻ như là nhiều bạn thì không để ý lắm cái cổng này. Mà thấy cái cổng này ok phết mà. Và các bạn có hay sử dụng cái cổng này không thì hãy bình luận cho mình biết về nhá. Đừng quên là bấm nút like cũng như đăng ký kênh của mình nha. Và nếu mà các bạn đang sử dụng mà các bạn dịch chuyển, các bạn mà kiểu lao ra combat như mình vừa rồi á, thì chúng ta sẽ phải chờ hồi chiêu đấy nha. 15 giây thì phải. Nên là nhớ dùng cho nó cẩn thận nhá. Có mạng luôn này. Thì để đẩy nốt cái trụ này luôn. Không giờ thì không cần dịch chuyển xuống bên dưới nữa rồi. Nỗi sợ khi mà nghe được tin của cái cổng dịch chuyển này đó chính là nếu mà đi đường mid á, khả năng cao là sẽ bị cái đường con đường tạc thần là xuống ăn mất cái lính mid.
Nhưng mà cái trường hợp đấy ít lắm mọi người, tại vì hầu hết mọi người đều chả để ý đến có cái cổng này đâu. Mà nữa là khi mà sử dụng cái cổng này chủ yếu là đi xem là đi combat ở đâu thôi. Chứ mà tốn 90 giây để đi xuống ăn được cái con lính, ăn được cái chân lính mít thì cũng không đáng lắm. Đúng á, thủ trụ rất là ok luôn. Tỏi xong. Cái bà xả bồn cầu, cái bà xả nó phát cái con cá ngừ, cái con cá voi xuống cái mất chim luôn. Khổ ghê. Xem đi săn được đến nào, đi săn được đến nào. Ôi trời ơi, tiếc quá trời. Quả đấy đúng nghịch dại luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. À đây, có mẹ thiên hạ này. Có cả khứ yêu máu luôn này. Ôi, thì quay xích chịt mất rồi. May quá, may quá. Lần này thì quay trúng rồi này. Tại còn bạn chấm dứt đấy chứ. Giờ thì mình chờ hồi chút cuối để xem mình nhảy vào cái bụi kia, xem là có khứ Illumia trong đấy không. Ê, không có kìa. Trời ơi, mình không có kháng phép. Đấy, nhưng mà mình sẽ chờ hồi lại cái chiếc cuối này, mình sẽ chờ hồi lại cái chiếc cuối này. Chắc chắn là trong cái bụi này luôn. Đây rồi. Một pha đổi mạng. Ăn được mạng chấm dứt. Trận này thì mình cũng xanh phết chứ bộ. Trang bị cho vị tướng Vress. Trận này mình sẽ lên bộ trang bị quân công vật lý luôn. Sao là máu chiến như là các bản thân sát thương của mình rất là lớn. Và cái cổng của chúng ta đã đóng lại rồi này. Bây giờ là mấy phút thứ 11. Vậy nên là chúng ta chỉ đi sử dụng cái cổng đấy giai đoạn giữa game được thôi nha. Không kịp kìa. Không sao, có mạng của Erin. Và đấy mình tính là bắt Elsu, mà cuối cùng Erin là người thế thân. Ấy, ủa, anh chơi chạy mất tiêu rồi. Mình chỉ là biến về cái pha này nhưng xong rồi có Zata ra nên mình không cần về thủ trụ nữa. Để xem có cớ nào ăn ông bạn không. Thôi chết rồi, xí đết chiêu rồi kìa. Trời ơi, có đấy biết tưởng là mình dùng chiêu cuối rồi cơ. Chắc là phải bị khựng, bị lag cái đấy. Tính là dùng chiêu cuối nhảy ra rồi lần chiêu 2, chiêu 1 á. Xong lúc nào ném mỗi chiêu 2, chiêu 1 ra thôi. Không biết cái chiêu cuối đâu. Đợt này mạng xì ke lắm mọi người ạ. Đợt này mình livestream xong rồi bắt đầu kiểu đang live nó giật, nó lag. Rất là mệt luôn. Nên là mình sẽ không live buổi tối được. Buổi tối thì mạng nhà mình khá là yếu. Mà nghe nói như là đang đứt tháp quang thì phải. Rồi sao ông đổi được cái mạng thì cũng ngỏm luôn của tỏi ở đấy rồi. Có mạng luôn này. Rút lui. Xem thứ nào yếu máu rồi, đi dịch sai thế nào. Cái quả để Erin mà không có băng xương là mình cho lên thớt luôn rồi đấy. Coi như là đỏ cho Erin nha. Mình sắp lên thêm được cái nanh veneer rồi. Lên được nanh veneer trời đúng màu đã luôn. À đấy, đâu lên cái giáp của mạnh chứ. Nanh veneer có rồi. Ôi trời, thề luôn là cái chiêu cuối của cái con cá voi kia nó không có cái đường viền đấy mọi người. Thế không thể biết được là mình đang có ra khỏi cái vùng chiêu cuối của Illumia hay không. Chắc là sức mạnh của VIP 7 đấy mọi người. Và các bạn sở hữu bộ trang phục này của VIP Illumia chưa thì hãy bình luận cho mình biết mình nhé.
Hiện tại thì mình cũng đang có rất là nhiều những em có các bộ trang phục của Phi Tướng Vares, thì bạn nào muốn rước em này về thì xem phần bình luận nhá. Ngoài ra bên mình cũng nhận thu lại của những bạn đã nghỉ game rồi nhá. Rồi, hay, có giáp bộ mệnh, có giáp hồi sinh đây rồi. Trận này Dolia làm có chiêu cuối thì Zata dùng hai lần chiêu cuối cửa. Xem khứa nào trên này yếu máu không. Đây nha, ô kìa. Trời ơi, thôi xong rồi. Cái quả đấy mà Illumia không có chiêu, không có tốc biến thì phải ngon không nhỉ. Đấy, cứ đột một cái xong rồi đánh thường một cái nữa là có ba mạng như thế này rồi. Illumia hết tốc biến rồi. Lại xả bồn cầu luôn. Xem cái pha này đẩy thẳng lên nữa là ok này. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Thôi còn lại để cho team xử lý. Thôi, cái pha này ngáo quá rồi. Dùng chiêu mù mắt luôn. Cố lên Zata. Dolia đang lên rồi. Hay. Đánh trụ đi. Ok, và đó chính là trận đấu của chúng ta, cũng như là trải nghiệm của mình đối với cả cổng dịch chuyển nhá. Các bạn có hay sử dụng cái cổng này không thì hãy bình luận cho mình biết với nhá. Còn mình là Icy Fox, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nhá. Bye bye.